Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại Eureka Channel. Ở video này thì Eureka sẽ review lại thị trường và những cái khả năng dự đoán mà VN Index có thể dao động ở như trong tuần này. Đây là một tuần mà cũng rất là quan trọng đối với VN Index khi mà sẽ có phiên chốt tháng 3 theo đồ thị phân tích nến. Đó, và ngoài ra thì cũng là phiên đầu tiên mở đầu cho tháng 4 năm 2021. Mới đấy mà chúng ta đã đi được 4 tháng rồi. Chúng ta view qua một chút về đồ thị. Đồ thị đối với VN Index của tuần trước đang chạm vào Bollinger Band ở phía dưới. Và trong phiên có những lúc đã vi phạm cái giải Bollinger Band. Đó thì ở như cái vùng này thường sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra là nó đi xuôi này và bứt phá đi lên khỏi 1177, đi bứt phá khỏi cái Bollinger Band Center, đi lên như thế này hoặc đi thế này hoặc ngoác ra, tức là ở như trong cái những cái diễn biến của những tháng tiếp theo á, thì có khả năng là VN Index sẽ đi ở một vùng biên rất là rộng. Nó sẽ tạo thành một cái chen trung hạn luôn ấy, chứ không đơn thuần là việc dao động tích lũy nhỏ nhỏ nữa. Trong những tuần tới hoặc là những tháng tới, đây là đồ thị ngày. Đó, thì quý vị và các bạn có thể xem ở như những cái dải co hẹp này. Thì sẽ một là ngoắc lên trên, hai là đi xuôi xuống dưới, trượt sâu luôn ấy. Hoặc là đi lên dốc luôn. Đó thì có rất nhiều lý do để VN Index cản trở việc VN Index vượt 1.200. Tuy vậy thì nhiều khi trong cái tình huống khó ấy, nó lại làm được. Tức là thị trường lại đi theo cái kịch bản siêu khó. Giống như việc VN Index đi từ năm 2020, từ đáy Covid là 650 đi một mạch lên 1.200. Điều đấy là điều kịch bản rất là khó, nhưng mà đồ thị lại chọn đi theo hướng đó. Và thứ hai là cái kịch bản từ tháng 1 tới tháng 3 bây giờ, tức là giảm rất là sốc về 998 và đi lên cũng rất là liền mạch, đi lên 1.200. Đó thì chúng ta cùng chờ xem thôi. Ngoài ra thì chúng ta xem đồ thị tuần. Đồ thị ngày thì đang diễn biến hơi bị xấu như vậy trong cái việc là có thể trượt dốc. Đấy, tuy vậy đóng cửa thì vẫn trên 1162, thì đây vẫn là cái mốc nâng đỡ trong ngắn hạn và trung hạn của VN Index. Đối với đồ thị tuần thì chúng ta cũng thấy được một cái phiên giảm, nhưng mà giảm cũng không thấp hơn ở cái điểm thấp nhất của tuần trước đấy là 1137.9. Và phiên hôm trước cũng 1137.9. Đó thì chúng ta đang có một cái mốc 1137.9 này. Nếu mà cái đồ thị này thành công có thể tạo thành một mô hình kẹp giữa, mô hình 3. Nếu mà tuần này chúng ta mà chứng kiến cái việc phục hồi mạnh mẽ và vươn trở lại mốc 1200 thì xem như là VN Index đã vượt qua được. Còn nếu như thủng cái mốc 1130 ấy, thì xem như trung hạn của Index ngắn trung hạn là hơi kém. Tiếp theo thì chúng ta nhìn sang đồ thị tháng. Đồ thị tháng thì cũng thấy cái sự giằng co rất mạnh ở những cái vùng đỉnh 1200 đi trong biên độ 70 điểm. Thì cái việc này đối với phân tích kỹ thuật mà nói thì nó không có, tức là nó là một cái việc dao động hợp lý ấy. Việc giảm 70 điểm nó không quá phi lý như là các bạn đang kỳ vọng VN Index lên ngay. Thế thì theo đồ thị tháng thì vẫn đang ở cái mức suy nghĩ, mức dao động giằng co rất là mạnh đây. Tạo thành một cái mô hình hiện tại, cái nến hiện tại đang cho thấy là nó nằm. Ở cái mốc này. Rồi, tiếp tục nhé. Khi mà view sang VN Index theo cái mô hình của tôi thường hay sử dụng. Đây đồ thị theo ngày đi.
đúng là cái mô hình này nó đang gặp ngắn hạn view theo ngày thì đang gặp phải một cái sự thử thách rất lớn ở 1159. Nó cứ rơi xuống đang vẽ chát ở như cái vùng này. Nếu mà 1159 trụ được ấy, thì cái khả năng dao động của VN Index đang là 1159 đến 1178, tương đương với tầm khoảng 20 điểm. Đó là trong cái kịch bản thông thường của Index ấy. Còn nếu mà mạnh hơn thì VN Index lại đi lên, còn nếu mà xấu hơn thì VN Index đi xuống. Nhưng mà cái kịch bản thông thường thì VN Index có cái xu hướng là sẽ dao động từ 1159 đến 1178. Thì tôi chưa rõ lý do và cũng không biết là sẽ dao động như thế nào. Cũng có thể không phải là trong tuần này mà có thể vẫn là đang vẽ chart thôi, chứ chưa thể nào tạo nên được một cột xanh ngay. Thì rất có thể là như thế, bởi vì đồ thị này không có tính theo thời gian mà chỉ tính theo cái xu thế và cái việc đảo chiều của giá diễn biến chỉ số thôi. Ngoài ra thì ở tuần trước thì chúng ta cũng thấy sự trở lại của VIX một số trụ. Vietcombank cũng trụ rất là vững ở quanh cái vùng 95. VIX thì đã bứt phá lên cái vùng 112 rồi. Thì có lên được vùng 120 không thì chúng ta phải chờ xem. VRE tương đối là thấp, đó thì nó cũng là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn. Ở P&J cũng đang nỗ lực vươn lên cái vùng top. Đó, thì cả nhà chú ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những phiên sau. Ở cái guideline ở tuần này thì chúng ta vẫn chú ý cái mốc 1159 này. Mốc đấy rất là quan trọng để có thể khẳng định rằng cái xu thế ngắn trung hạn vẫn còn tích cực. Đó, thứ hai là cái mốc 1128, 1129 ấy. Đấy thì cái mốc đấy cũng là một cái mốc hỗ trợ của index. Còn cái mốc mà kém khả quan nhất nếu mà đi về được cái vùng 1110, 1100 ạ. Thì nó hơi xấu, nhưng thực ra về trung hạn thì cũng bình thường ấy. Nếu như mà ngắn hạn thì là không được tốt lắm. Ngắn hạn thì kiểu nó sẽ đi vòng vo chứ nó không thể bứt phá ngay. Còn nếu mà chúng ta trụ được 1159 thì có thể là chứng kiến index bứt phá trong thời gian tới. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc các bạn có cho mình một cái chiến lược giải ngân, một cái chiến lược hold, phân bổ vốn thật là tốt để bảo toàn lãi lỗ gì đó. Thì chúng ta cũng phải chia ra nhiều phần và có những cái phần nào trong ngắn hạn hay là trong dài hạn thì để đưa ra được những quyết định thật là chính xác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.